chào quý vị. Đây là chương trình Skin Zone Khỏe Trẻ Đẹp với Trịnh Hội và Hạnh, bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh. Hôm nay lại có một cái show khác với một người khách, mà hôm nay là khách nam. Đây là anh Jose Peña. Xin chào quý vị. Mời anh đến chương trình hôm nay. Hello, Jose, welcome. We are on air and the audience is looking at you. Please introduce yourself to the Vietnamese audience and tell us a little bit about yourself and what you do. My name is Jose Peña, and it's a pleasure to be here. Share my experience that I have previously a couple of years ago. And I'm so happy, I'm still happy with the result. Thank you. Thưa quý vị, là Trịnh Hội trước tiên là xin chào quý vị đến với chương trình Khỏe Trẻ Đẹp hôm nay. Hôm nay Trịnh Hội sẽ làm cái nhiệm vụ là làm thông dịch viên nhiều hơn để bác sĩ trong phần 1 nói về những gì mà bác sĩ đã giúp đỡ anh Jose. Giống như là tất cả mọi show khác, người thật, việc thật là câu châm ngôn của show này. Anh Jose là vừa là khách hàng của bác sĩ, vừa là thân chủ bác sĩ mà cũng vừa là khách mời hôm nay đến để nói về một cái vấn đề mà anh nói rằng là anh đã nhờ bác sĩ giúp đỡ. Nhưng mà trước khi mà nói về vấn đề giúp đỡ thì Trịnh Hội cũng muốn biết về anh nhiều hơn, phải không ạ? Anh đã quen bác sĩ bao nhiêu lâu rồi? Thì anh đầu tiên là anh chào mọi người và anh cũng nói rằng là anh đã nhờ bác sĩ giúp cách đây 2 năm. Và kết quả thì vẫn rất là tốt mà anh muốn nói. Nhưng mà trước khi nói về kết quả thì Jose, thank you so much for being on our show. Can you just tell us a bit about yourself first? What are you doing now? Where do you live? And how did you get to meet with the doctor? I live in Los Angeles, United States, and I've been involved in the fashion industry. And one day I was watching TV and I see the commercial from Dr. Vu, and then I decide to remove the fatness that I have because my face looks so tired. Okay. And then I make the decision to see her, and I don't regret it. Right. And when was that? That was around 3 years or more. About 3. Oh wow! So it's been a while. It's been a while, and you can see here is. Perfect. Okay, so fantastic. Thank you. Thưa quý vị, là khách mời chúng ta hôm nay là đến từ ở LA. Anh làm trong cái kỹ nghệ về fashion. Và anh nói là anh đã quen bác sĩ được cũng khoảng 3-4 năm rồi. Qua một chương trình quảng cáo mà anh xem. Mà anh là người Mễ thì không biết là cái chương trình đó chương trình gì. Thành thử là nhờ bác sĩ thứ nhất là nói về những cái chương trình mà bác sĩ có ở trong các cộng đồng khác. Thứ hai là ảnh đã nói là nó perfect, kết quả nó rất là perfect. Nhưng mà là cái gì vậy bác sĩ? Ảnh nhờ bác sĩ làm gì? Dạ vâng, đó là ảnh có chương trình trên đài Tây Ban Nha, Univision. Và ảnh cũng trình bày cái gì mà ảnh làm việc tại văn phòng. Rồi Hạnh thì có nhiều cách mà Hạnh reach out to community. Hạnh có một cái website gọi là Skin Zone Medical, và nó có nhiều hình trước và sau cho quý khách thấy, và có nhiều tài liệu trên đó lắm. Rồi Hạnh có Instagram, là Hạnh cũng chiếu cái gì mà làm mỗi ngày tại văn phòng, có nhiều video, nhiều hình trước và nhiều hình sau. Rồi Hạnh có Facebook, và Hạnh có YouTube nữa. Và mấy cái show như là show với MC Trịnh Hội với Hạnh đó, là tụi này nếu mà quý khách không miss, không có coi được cái show nào, thì lên YouTube cũng sẽ có chiếu trên đó. Đó là dưới tên Hana Vũ MD và Trịnh Hội. Nếu mà bấm hai tên nó vô là hơn 180 show là có. Đã có trên YouTube. Có trên YouTube. Vâng, và tụi này thì cũng Trịnh Hội cùng với bác sĩ cũng có một chương trình radio hàng tuần trên đài Việt Nam hải ngoại. Nhưng mà thưa bác sĩ đã giúp gì ảnh đến gặp bác sĩ về vấn đề gì và tại sao ạ? Ảnh đến cũng gần 4 năm rồi. Ảnh nói rằng khuôn mặt ảnh mệt tại vì ảnh có cái khoảng bọt mỡ dưới mắt, và ảnh muốn làm sao cho nó hết. Thì ảnh đề nghị rằng là làm cắt mí mắt ở dưới và lấy cái bọt mỡ đi, và treo cái da, căng nó lên cho cái da nó thấy thẳng và không có sẹo nữa. Và làm bằng cách gây tê thôi, không có gây mê. Và nếu mà làm surgery như vậy đó, nó sẽ có hiệu 10-15 năm. Nhưng mà tại sao anh lại bị những vấn đề đó? Dạ vâng, ai cũng vậy, lớn tuổi đó, mỡ ở trong nó sẽ thòi ra. Và
tại vì lớn tuổi thôi, chứ không phải là tại vì mình bị mập hay là bị ốm. Người mập hay người ốm cũng có thể bị. I see. Sorry, I was just asking the doctor about why was it that you had the bag under your eyes? How long did you have it before you decided to ask the doctor to take it out for you? I started having it once I hit 45. So I might say that it was like more than 12 years. Wow, so more than 10 years you had it. Yes. And you wanted to get rid of it. Yes, because... So why did it take you so long? Because I didn't find, you know, the right doctor. And that day I took the time to see Univision commercials. Mm. And I see doctor. And I like the way she proceeded. Thưa quý vị, là Trịnh Hội cũng hơi cắt cớ hỏi rằng là anh đã bị cái vấn đề này cũng như là có một cái túi ở dưới mắt nó lâu rồi, thì anh nói là cũng lâu, là trên 12 năm. Thế thì tại sao mà anh bị 10 năm rồi mà anh không đi gặp ai anh lấy nó ra? Thì anh nói là thứ nhất là anh không biết, thứ hai là anh cũng như muốn đi tìm hiểu coi là người bác sĩ nào tốt nhất. Vì vậy khi mà anh xem quảng cáo và anh thích cái cách bác sĩ trả lời thì anh mới quyết định làm. Sorry, just to get more details, when you went to see Dr. Vu, what exactly did she tell you for you to say, okay, now I feel like I'm ready? Do you remember? You said you liked the way she... I like the way she present, you know, like the process, you know, that is not going to be painful, that no pain at all. Mm. And she showed me some pictures done before and after. Okay. And, you know, and the way she is, you know, that very pretty, kind. So, kind. And because she showed me, you know, all the step by step. Mm. And then I feel confident that... Right. So she gave you a lot of knowledge. Exactly. I see. So were you worried before and then you were no longer worried, or? I was scared. I was so worried that you know, I was hesitating a lot. Right. Right. But she did it, I want to come back again. Right, right. Thưa quý vị, Trịnh Hội cũng hỏi rằng là cái lý do nào mà ảnh nói rằng là bác sĩ đã giúp được ảnh và thích cái cách trả lời của bác sĩ, thì ảnh nói rằng là tại vì bác sĩ đã giải thích cặn kẽ là không có bị đau. Bác sĩ cũng nói rằng là làm được và dẫn dắt ảnh đi từng cái bước một để ảnh cảm thấy rất là an lòng, bởi vì trước đó thì ảnh rất là chần chờ, rất là hesitate, ảnh không có biết chắc là làm được hay không. Thì bác sĩ đã, cái cách mà bác sĩ chỉ dẫn ảnh đó thì đã làm cho ảnh an lòng để mà ảnh làm. Bác sĩ đó là những cái gì bác sĩ có thể nói rõ hơn tí xíu hơn là khi mà một người mà muốn làm cái mắt đó thì bác sĩ đã nói gì mà để cho ảnh an lòng? Dạ vâng, ai cũng vậy, lúc mà vô làm cắt mí mắt trên hay dưới đó, ai cũng sợ có đau hay không, làm nó có đẹp hay không, làm có mong trở lại đi làm. Thì làm bằng cách phương pháp gây tê chứ không có gây mê. Làm chỉ có một tiếng thôi, hai mí mắt, và sẽ lấy bốn cái bọc mỡ, tại vì ai cũng có bốn bọc ở dưới mắt chứ không phải là ba hay hai. Nếu mà không lấy hết đó thì nó sẽ còn sót lại và cái hiệu quả nó không có được đẹp. Rồi ngoài lấy mỡ đó, Hạch sẽ treo cái cơ bắp thịt lên, cho nên nó sẽ căng cái khuôn mặt, cho nên cái mặt nó sẽ thấy căng hơn, và cái hai bên mé miệng này nè nó cũng được nâng lên, so nó không có thấy sâu, cả cái khuôn mặt nó thấy trẻ trung hơn. Rồi Hạnh khâu bằng chỉ rất là mỏng như là sợi tóc đó. Rồi chỉ này không phải chỉ tiêu, tại vì chỉ tiêu nó không có đẹp bằng chỉ mà mình rút ra, và 5 ngày sau Hạnh rút chỉ. Rồi hiệu quả đó làm rất là tự nhiên mà không có sưng, không có bầm, tại vì Hạnh làm bằng cách laser. Hạnh cắt cái da dư và cắt mỡ đi bằng laser, so nó vừa cắt và nó vừa seal the blood vessel, là nó thắt lại mấy cái gân máu đó, rồi khách không có bị chảy máu. Và nếu không chảy máu là không bị bầm, mà nếu không bị bầm là không có bị sưng, khách mau lành. Rồi 2-3 ngày sau là có thể trở lại đi làm rồi, nhưng mà chỉ đó thì phải giữ 5 ngày sau tới 7 ngày sau mới rút. Rồi chỉ vậy thôi, làm xong ngồi dậy là thấy hiệu quả. Rồi nhiều người khách họ thấy, ô sao mà dễ vậy, có một tiếng thôi, ngồi dậy đã thấy hiệu quả, mà nó thay đổi cái khuôn mặt trẻ trung hơn cả 20 năm, thì why not, tại sao mình không làm? The doctor was explaining to everyone how kind of
not simple, but how easy it is for her to help you to, because the result is instant. Apparently, the recovery process is only a few days. Was that your case? Was the recovery period a very short time and you could see the result instantly? I could see the, I must say that I see the result instantly because in less than 2 weeks, you know, I could see how my face was. And know, apparently healed. It makes you look a lot younger. Oh yeah, it took me like 50 years or so. Wow. Trình Hội muốn hỏi anh Jose đó là anh có thấy những gì bác sĩ nói là đúng hay không? Có nghĩa là cái thời gian mà để hồi phục thì rất là mau, chỉ trong vòng một vài ngày. Và cái kết quả thì mình thấy ngay lập tức đó và nó rất rất là tốt. Và anh hoàn toàn anh xác nhận cái chuyện đó. Anh còn nói thêm đó là không những vậy mà anh nói là nó perfect cho đến bây giờ luôn. Có nghĩa là cho tới bây giờ, sau 3 năm rồi, cái kết quả nó vẫn như vậy. Were you surprised at the results? Like when you got it, and then did anyone else in your life, like your family, your friends, did they make any comments? Oh yeah, I guess so. You know, I must say I was so happy, excited that I started showing my face to the company where I work. And one of the designers, she couldn't believe it. Ah, wow. So, and I think she went to you. Yes, she did. So you gave her more clients. Yeah, because they saw the result. That is amazing. See, that's what I'm saying. Wow. Trình Hội có hỏi ảnh là ảnh có vui với kết quả này không? Và có những người nào trong cuộc sống của anh mà cũng nói khen ảnh hay không? Ảnh nói có chứ. Tại vì không những ảnh nói ảnh thấy ảnh trẻ hơn 15 năm. Mà anh còn nói là anh, tại vì anh làm trong cái nghề gọi là fashion, thành thử là anh gặp những người designers rất là thường trong công ty. Thì anh nói có một ngày đó anh vô công ty là ai cũng ngỡ ngàng là thấy sao mà anh trẻ quá vậy. Và có một người designer là thích đến độ rằng là nhờ anh giới thiệu luôn cho bác sĩ Hạnh. Yes. Để bác sĩ Hạnh giúp cho cổ, phải không ạ? Dạ đúng vậy. Yeah, so Jose, I mean it's great that you can confirm these things, but we don't have a lot of time left for this segment. When we come back, I would love to talk to you about men in general and why we need to take care of ourselves. That, okay. Is that okay? Oh yeah. Yeah, yes, all right. Yes. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 cùng với người khách mời, chúng ta là anh Jose cùng với bác sĩ Hạnh hôm nay. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ và mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.